Jerry Peterworth thì ai cũng biết. Thế nhưng mà nếu mà đang nuôi khủng long mà Jerry không sang hay là không có Pandora để vẽ đồ đẹp với cả Jerry cho nó thì làm nào nhỉ? Thôi thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Xin chào các bạn, đây là series chơi cờ với nắng. Cái trường hợp mà mình vừa nói không phải là ít xảy ra trong game, mà các bạn cũng biết rồi đấy. Cố gắng thì tốt chứ cố chấp thì không. Jerry không chọn mà cứ cố chơi thì cũng cúc thôi. Cho nên là video này cũng là một cái trận mà mình nuôi khủng long nhưng mà Jerry sinh và phải linh hoạt xoay một carry khác để dãy chết, lội ngược dòng lấy cái tâm 1 vào game các bạn đây. Lo gen của On là thành phố được chọn, tức là ở 2.3 hoặc là 2.5 thì mình sẽ nhận được ngẫu nhiên 100 mỹ On. Khởi đầu đã thấy vàng bạc lên keng rồi, có luôn tiền để bắt tướng, bao gồm một mảnh ghép đầu tiên của Peterver. Đang tự hỏi có lẽ nào TV xuất hiện bảo đúng rồi đấy. Lừa rồi. Mình không tin con Vi để lắm cho đến khi trái tim Peterver xuất hiện. Và mình chọn điện thoại TF là để lấy Pandora, nhưng mà game thế này là bắt mình nuôi khủng long rồi. Làm sao mà người cưỡng lại được cái sự quyến rũ được. Bán hết tướng đi giữ 10 tiền để cho hai con Vi vào sân. Khởi đầu hơi chật vật vì gặp cái ông này mới 2.1 mà đã có 4 hiệu triệu nhân rồi. Hết búp rác từ Taric lại đến búp máu từ Soraka. Ông ấy đâm mình nguyên nhà luôn. Nguyên nhà lần hai. Ông này cũng nuôi TH nhưng mà con Echo chiến quá. Cầm găng ngay chắc là định đánh Echo vào những chiếc cốc rồi. Level 4 và Orianna lên 2 nhưng mà mình vẫn chưa lắp đồ. Mình không nghĩ là bài mình thắng được luôn ý. Thế mà bố lại Jin 2 đồ, bố chết 1 sao vẫn yếu hơn mình đi chịu ơi. Đi chợ được chọn sớm mình lấy luôn Echo cầm găng. Về tới nhà thì thấy con 28 vàng lẻ lẻ, nên là mình quyết bán một Vi trên sân đi thay Echo vào cho tròn. Vì Echo kích du côn cũng ngon nhưng mà thôi, để Chitana đến để cho chắc chắn là sẽ thua. Bước đi 2 đấy. Liên hoàn thua là chắc chắn rồi. 2.1 bị một nhà Ionia đấm cho 4 chết. Sau đấy thì 2.6 gặp tiếp một nhà cũng đếp bằng gì đấm mình thêm 4 chết nữa. Mình chỉ còn lại 68 máu trước khi đập đá. Bó cận áp 5 luôn chứ thua quái thì bỏ. Mình có thêm một cái váy, một cái máy nhân bản xịn với cả khá nhiều tiền nữa. JC xuất hiện ở 3.1 để gã gấp mình chơi 6 Peterver nhưng mà không được đâu sói à. Gặp lại nhà hiệu triệu nhân giờ đã có thêm 2 cốc. May là mình vẫn đếp được khá nhờ có tướng, chứ đồ thì vẫn chưa lắp được thêm miếng nào đâu. Ba cái lõi bạc cho lượt chọn lõi thứ hai. Tiếp tới trang bị thì sẽ hên xui vì mình không có Pandora, tướng cầm đồ sẽ khá là nhiều nên là lõi thứ hai cũng không phù hợp. Lõi thứ ba thì càng không rồi, rôn cả ba luôn. Truyền máu được đây, hợp lý với người đang có chuỗi thua với cả lượng máu thấp như mình để cắm mắt. Mình áp cấp bằng tiền dư rồi tiếp tục check nhà xếp bài liên tục thôi. Trộm vía là gặp một ông chơi hư không hẳn 5 chết 1 sao nên là mình vẫn đép được, chỉ thua có 3 chết thôi. Cứ đúng quy trình mà làm thôi, áp 6 thêm Warwick vào sân và thành công kéo dài chuỗi thua lên 5 vì chỉ đép được 2 chết ở vòng 3.3, mình còn lại 41 máu. Ơ kìa, cái xa với cái giá van là như nào nhỉ? Không có Pandora, không có BF, không đánh bằng Jerry được hay là... Đúng vậy. Cùng lúc này thì đồ ăn rơi ra, mình lấy búa tiến công để bổ sung máu cho giá van. Mà anh nghĩ nên là quên không thay Warwick vào chỗ của JC để kích thích đấu với cả Zaun. Đấy, nhiều lúc chơi game cứ ngao ngáo, xong rồi làm video các bạn cũng comment thắc mắc quá trời luôn. Xong cái ông gì hình cầm thần kiếm này lại còn bắn cho mình tụt hết cả huyết áp nữa chứ. Còn đúng 30 máu để xoay thôi. Nói thế chứ cũng chưa xoay gì nhiều. Mình thay Warwick lại và áp 7 thêm Darius vào thôi. Và tất nhiên là tầm này không thằng nào yếu hơn mình rồi. Gặp lại nhà hiệu triệu nhân búp giáp với cả máu liên tục, nên là mình thậm chí không thể kết liễu bất kỳ một chết nào của đối thủ cả. Dù là mình áp 7 rồi, có ông này mới level 6 rồi. Vào sói thì trả cho mình một ít tiền với cả một mảnh khắc phép như kiểu bảo là đằng nào mình trả chết. Nhưng mà không, mình là vua lì đòn, nhất quyết là không roll. Tiếp tục áp cấp đợi lõi ở 4.2 mới cắm bách. Khủng long 30 số rồi, hoặc là mình sẽ nổ hũ cắm bách mãn nhãn, hoặc là sẽ ổn luôn. Game thì ép mình chết đấy, đạt nước sôi lửa bỏng thì cho gặp ngay cái ông cháy hừng hực 100 máu này. Các cụ gánh cộng lưng mới đép được vài chết chứ không là đi luôn rồi. Còn đủ 6 máu, đây cũng là lúc lõi 2 của mình kích hoạt tối ưu nhất. Ba cái lõi vàng xấu quá, roll cả ba đi. Đũa phép phù hợp nhất với team của mình ở thời điểm hiện tại luôn. Với cả một phần là mong đũa phép sẽ đúng với cái tên của nó, cho mình một ít phép màu để lập được cái ván cờ này. Ui sai, phép màu có luôn. Ra vào đây là cái xa xuất hiện trong cửa hàng. Đã thế mình up luôn lên vào 8, thay lại form một chút. Neko để cái xa lên 2 và chọn 4 thách đấu cộng với 2 du sĩ để nổ hũ. Các bạn đoán xem mình có nổ không ạ? Tất nhiên là có rồi. Không thì game này đã bị ỉm đi rồi chứ lấy đâu ra video mà khoe. Nhà này cũng đang nuôi khủng long chưa up cấp hay rollback gì cả. Mình giành chiến thắng áp đảo. Cái gì nó nổi nhỉ, cái gì nó nổi nhỉ. Còn nhiêu tiền thì mình cũng run nốt để tìm ra van 2 với cả Sizu 2 nhưng mà không có thêm con nào cả. Suy nghĩ một lúc thì mình quyết định là bỏ ra 2 thách đấu kẹp thêm tanh vào. Asia cũng cần cho đội hình hiện tại của mình để vừa có thêm tanh vừa có thêm đam. Tất nhiên là Kai'Sa vẫn là nhân vật chính thôi. Còn TX sau khi nổ cũng đã tiến hóa và góp thêm một phần đam lớn cho team của mình. 4.3 mình gặp lại nhà hiệu triệu nhân.
Ba cốc thì cũng kinh đấy, nhưng mà Kama một thì làm ăn được cái gì? Ông này chắc là các cụ không độ rồi. Ron cạn 7 nhưng mà Kama không lên được 2. Tôi thì chúc bạn may mắn lần sau. Mình có thể lấy thêm đồ tanh cho Zavan, nhưng mà suy đi tính lại thì nếu mà Kai'Sa không đủ 3 đồ á thì sẽ rất yếu về sau. Thôi thì giờ có trụ được thì mình cứ lấy cái gậy. Về nhà tiếp tục Ron thì mình cũng bắt được Zavan 2 sao luôn. 4.5 thì mình đối đầu với Osurima này. Zavan bên đấy úp lồng liên tục và tiết hết với cả Kai'Sa. Azir thì triệu hồi lính cát càn quét đi tìm mình. May là Azir mẫu giáo nên là không đủ đam để kết liễu. Tiết hết nhà mình nhanh nhỏ khó đi vị trí của các carry đối thủ. Phần việc còn lại là của Kai'Sa với những cơn mưa Ikathia. Vậy là mình vẫn chưa ổn nha. Chút thắng rồi đây này. Sezu lên 2 và thêm một Azir nữa. Vậy là mình có 3 đôi thông cần phải lên là Nasus, Azir và Vi nữa. Nhưng mà tiền hết rồi lấy đâu mà Ron. Trộm vía là khủng long dậy thì rồi, lớn nhanh lên hạt 45 số rất vả. Con đau tim một lần nữa xuất hiện khi mà mình đối đầu với cái nhà dương quá cổ long ở 4.6 này. Zasuo liên tục chăn trối và né đi được cái lồng úp xuống từ Zavan. Kai'Sa bên đấy cũng kết liễu gần hết tuyến trên của mình. Đến khi còn mỗi Zasuo thì nó vẫn liên tục lướt và chém từng con tướng bên mình luôn. May là thời gian đã hết, u nó ép đến và Kai'Sa nhà mình bắn thẳng những cơn bỡ Ikathia vào mặt hắn để giữ cho mình cơ hội sống sót này. Và cũng là lúc ngọn lửa vui trích được thắp lên. Vi thắng lên 2 ở Rochi và mình lấy được khá là đồ tanh. Một đai, hai giáp, hai cung và một cái găng nữa. Ok, chia đồ cho các bé nhá. Cuồng đao cho Kai'Sa, giáp lửa cho Zavan, thông đạo cho Sezu và dây kem máy chiếu cho Nasus. Lại là một nhà Zasuo Kai'Sa, nhưng mà may là hai con này vẫn chưa lên 2. Zasuo cầm đại bác chăn chối đẹp vào người Kai'Sa team mình, nhưng mà không đủ đam vì nó mới có một sao thôi. Kai'Sa bên đấy thì chiếu thẳng vào mặt nên là chỉ kịp ra skill một lần trước khi nằm xuống. Và tất nhiên là mình vẫn sống, vẫn lì lợm lắm. Sảy chân một cái là có thể chết bất cứ lúc nào, không yên tâm gì hết. Thôi Ron cho lên 2 nốt với cái con này đi. Đây rồi, Susan 2, Azir 2, chống đỡ đòn hả? Đâu, nhưng mà lỡ gặp cái bọn Jerry bắn tỉa này thì sao? Đúng, đúng. Thôi bó cẩn đầu đơn Nasus để cho nó chiếu thẳng vào mặt Jerry luôn. Nhưng mà không, ông ý đổi bên, mình chiếu út rồi. Bù lại thì Zavan choáng đẹp cả team bạn luôn. Jerry đắm đuôi với con lợn Sezu, sau đấy là con bọ. Tưởng ông này mạnh nhưng mà nguyên combo Zavan làm choáng. Cộng với tí hết khe lửa thì xin là vĩnh biệt cụ luôn. Lên bảng với cái tốc 7. Hammer à, thay dây xin luôn để thêm cái u súng. Mình mua module thu nhỏ để giảm giáp và kháng phép của đối thủ cho team mình có kết liễu nữa. Gặp lại Azir, giờ thì Azir 2 sao rồi nhưng mà team mình có xinh hơn. Full 9 sao và TX đã trưởng thành, ngày càng nhiều số. Zavan làm choáng đối thủ và TX liên tục khe lửa. Kai'Sa vẫn đang làm rất tốt. Zavan nhờ giáp lửa đã kết liễu được Azir. Mình không khác gì kẻ trở về từ cõi chết, chỉ với 6 máu thôi nhưng mà chuỗi thắng 7 rồi. 5.5 là cái ông Jerry TX đầu chặt cháy như núi lửa nhưng mà giờ thì yếu đuối mỏng manh búng cái là chết. Nhìn hai con khủng long thì các bạn cũng biết là chiến thắng thuộc về ai rồi đấy. Mình xếp không đẹp, Zavan không stun được Jerry nhưng mà một combat nó đâu chỉ stun một lần đâu. Lần thứ nhất không được thì lần thứ hai. Kai'Sa của mình vẫn chăm chú xử lý tay của đối thủ. Jerry bị tiết, khe tụt hết cả máu. Xong lại trúng ngay cơn mưa Ikathia của Kai'Sa, cảm lạnh ngất luôn. Không kích cơ khí, củng cố thêm dạng hồi máu để tránh trường hợp là Zavan nằm xuống. Và con Zasuo cầm hai bàn tay lúc nãy nó là gọi tim mình. Zasuo đại bác 2 sao rồi cơ đấy. May là mình kịp đổi bên Kai'Sa nên là đến lần chân trôi thứ hai nó mới chạm được vào Kai'Sa nhà mình. Nhưng mà tầm đấy thì còn mỗi nó, chứ đồng đội thì bị tiết khé nó chín hết cả người mất rồi còn đâu. Trận chiến còn có 3 người nhưng mà ông nào cũng dưới 10 máu. Các bạn đoán xem là ai là người có top 1 ạ. Rồng ngàn tuổi cho mình thêm hòm đồ và mình lấy luôn cái lời thề cho Sejuani. 6.1 mình gặp cái bóng của nhà Zasuo hai bàn tay. Team họ xếp chùm để nhận hiệu ứng của khiên băng nhưng mà lại là một cái lý do để Zavan úp cái lông tuyệt đẹp. Sau đấy thì TX khè và dọn đi carry thứ hai của đối thủ là Kai'Sa. Zasuo cũng không khá hơn, nó nằm xuống ngay sau đó khi bị u súng bắn vào, bị Azir chọt và bị Kai'Sa skill. Bên này cái bóng thua chứ bên kia gặp Jerry bắn tỉa thì cũng thua nốt luôn. Ông này ra về với cái top 3. Cút ra ngoài. Chuẩn bị vào trận chiến cuối cùng rồi. Mình không đủ tiền để lên cấp nên là đánh Ron xem là Hammer có lên 2 không nhưng mà tất nhiên là không rồi. Thôi còn vài giây cuối cùng tập trung xếp bài. Chiếu đẹp cả bắn tỉa luôn. Nhưng mà Zavan ulti không đẹp cả TX cũng vậy. Thế nhưng mà sức mạnh của mình vẫn áp đảo. Zavan với TX không lên tiếng ti còn Kai'Sa. Những cơn mưa đau đớn liên tục găm vào đầu đối thủ. Top 1 6 máu lội ngược dòng với chuỗi thắng 10 mượt quá xứng đáng. Trời dãy chết thật này của đau team ơi được chơi đùa tình cảm luôn đấy các bạn ơi. Jerry kẹp khủng long có rồi, Kai'Sa cũng kẹp khủng long rồi. Các bạn nghĩ sao về một series khủng long together as carry? Ý là khủng long kẹp các carry khác nhau ấy. Được quá không ạ? Được thì comment ở phía dưới cho mình biết đi nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn leo lên vui vẻ.